chào mừng các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Mến chúc toàn thể nhà nông sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2023 tiếp tục chuỗi tăng giá sau khi rớt giá không phanh. Giá cà phê trong nước hôm nay đã lấy lại được thêm 1.000 đồng, nâng giá giao dịch hôm nay lên mức 61.000 đồng. Trong khi đó giá hồ tiêu ổn định mức 69.000 đồng. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 61.000 đồng, tăng 100 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 61.100 đồng, tăng 1.000 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Di Linh, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 60.400 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mơ Ga, huyện Ea Hơ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức trên 61.300 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng. Như vậy thị trường cà phê trong nước tiếp tục ghi nhận đà phục hồi sau khi giảm sâu kỷ lục. Trên đây là bảng giá ngày 24 tháng 10 năm 2023. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.